bé nó sẽ uống dẻo với banh. Cái banh cong cỡ nào thì nó uống cỡ đó. Không, nếu mà nói như vậy không đúng. Tại vì nếu mà nói mà cái banh tròn như vậy thì trứng thành cũng lăn được vậy. Trứng thành thì không cần cái quả banh đó, chỉ cần cuộn mình lại thôi. Mình lại là cũng lăn y chang vậy thôi, đâu có cần phải uống dẻo đâu. Tôi đề nghị các người chơi tập trung vào em bé hơn là những khách mời như tôi. Tôi đang có một cái thắc mắc là nếu mà đem một con heo mà cỡ tầm 50kg như người bạn tôi đây. Hả? À, không, rồi đến 75kg là bự. Không, ý là bự, bự. Ý là cái khổ, cái khuôn khổ bự. Bự giống như vậy, tại vì nếu mà nói với anh thì giống như vậy đó thì vô cái sinh thống này nó sẽ như thế nào? Mình vẫn câu nói cũ, mở lối đi riêng. Tổng qua cầu cũng được đó. Lối đi nó dọn rồi mình. Vấn đề là đã kêu là giảm cân đi, đã hứa với tôi là giảm cân mất. Hại bạn mà, ăn chứ nhiều mà hại bạn đó. Nè, bây giờ nè. Đâu bài nào? Ê, nó nghe nè, xuống xuống cầu, qua cầu, đừng đi cầu. Đúng sầm là cầu. Trời xa mưa giông thiệt luôn nha mọi người ơi. Sao tôi lo quá. Chết nhà xuống mới khó. Bình ơi, Bình ơi, cố gắng Bình ơi. Trời ơi, cẩn thận Bình. Bình ơi, Bình. Trời ơi. Trời ơi, Bình ơi. Bình đừng, Bình ơi. Đừng Bình ơi. Ê, cái khúc này mình tưởng nó vui lắm mà nó cũng không vui ha. Vậy cổng lại đi. Cổng lại lần hai vui nè. Đấy, lần hai để cổng em nè, cổng được không á là vui nè. Đó. Lên đây mệt quá. Ăn cái nhiều vô, ăn cái nhiều vô là biết nè. Con à, lần sau á, con bớt thương cô Ốc lại nghe. Con bớt thương cô Ốc lại nghe. Con. Rồi đi đi con. Ây da. Ơi. Nha, thoải mái nhẹ nhàng. Chưa có gì xảy ra. Khoan, khoan, từ từ. Từ từ. Người anh tôi. Lôi mở, lôi mở. Đây. Đây. Trời ơi chú.